Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một số công thức lượng giải cơ bản ở đây. Thứ nhất, ở đây chúng ta có với mọi góc alpha. Chú ý, một góc alpha bất kỳ trong tam giác thì nó luôn luôn nhỏ hơn 0 độ và nhỏ hơn 180 độ. Ở đây, với mọi góc alpha nằm trong cái quả này thì ta có như sau. Đó là xi bình phương của alpha cộng của bình phương của alpha thì bằng 1. Thứ hai, đó là tan alpha thì bằng sin alpha chia cos của alpha, còn cotan alpha thì bằng cos của alpha mà chia cho sin alpha. Đây là hai công thức cơ bản. Vậy nên ta còn rõ là tan alpha mà nhân với cotan alpha thì bằng 1, bởi vì tan là bằng sin trên cos mà cotan thì bằng cos trên sin. Như vậy hai này nhân với nhau thì ta sẽ được gọi sin và sin, cos với cos thì kết quả sẽ bằng 1. Thêm đó là 1 trên cos bình alpha thì bằng tan bình alpha cộng 1, và 1 trên sin bình alpha thì sẽ bằng cotan bình alpha cộng 1. Chương 2 đó là những đường chất nằm trong đường tròn. Vậy thì ở đây trong chương này các em cần phải nhớ cho thầy hai cái trọng điểm quan trọng nhất. Đó là gì? Thứ nhất, đó là tính chất đường cứng và giấy dây cung. Thì ở đây chúng ta để ý đó là khi mà đường kính vuông góc ở dây cung thì chúng ta sẽ suy ra được là trung điểm, và ngược lại nếu chúng ta có một điểm là trung điểm của dây cung, trung điểm của dây cung thì chúng ta sẽ suy ra đường thẳng đi qua tâm, và trung điểm đó nó sẽ vuông góc với dây cung đấy. Và ở đây trong cái chỗ này các em cần phải nhớ tới là gì ạ? Những cái đường thẳng, tức là đường kính mà vuông góc ở dưới cung, thì nó đồng thời cũng sẽ là gì đó. Thứ nhất đó là đường trung trực, thứ hai nó cũng là đường phân giác. Bây giờ thầy sẽ mô tả cái dạng này cho các em xem. Đường tròn tâm O. Ví dụ đây thầy có dây cung AB. Thì nếu đường thẳng đi qua tâm và vuông góc của dây cung, giả sử là tại A, đây là O, đây là I. Thì ở đây chúng ta sẽ có này, từ cái chỗ này nha. Ví dụ đó là OI này á, nó vuông góc với AB tại H, thì chúng ta sẽ suy được H chính là trung điểm của AB, tức là hạt A này sẽ bằng hạt B. Đồng thời OI là trung trực của AB. Đó. Và nếu ngược lại chúng ta có hạt A bằng hạt B thì thầy có thể suy ra được OH vuông góc với AB. Và trong trường hợp này chúng ta để ý nhé, đó là OI là trung trực của AB. Thứ hai, OI là phân giác của góc AB. Các em phải để ý cái điều đó. OI này là phân giác của góc AB. Về ứng dụng của nó thì lại là thầy sẽ nói sau. Bây giờ các em để ý nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cái mục thứ hai, chúng ta cần phải lưu ý.
Đá gì? Vấn đề thứ hai chúng ta cần lưu tâm nhất trong cái học kỳ này đó là tính chất tiểu thuyết. Trong tính chất tiểu thuyết của đường tròn thì ta cần lưu ý hai vấn đề. Thứ nhất đó là tiểu tuyến. Thì nó sẽ có tính chất gì? Giả sử tiểu tuyến nào đó với một đường tròn thì đương nhiên ở đây tiểu tuyến thì nó sẽ vuông góc với bán kính tại tiết điểm. Thì như vậy chú ý nhé, nếu chúng ta có tiếp tuyến, nếu chúng ta có cái này là giả thiết, thì chúng ta sẽ suy ra được cái kết luận như thế này. Đây là kết luận. Có giả thiết thì ta sẽ suy được kết luận. Hoặc ngược lại, nếu chúng ta có một đường thẳng mà vuông góc với bán kính tại tiết điểm, thì chúng ta sẽ suy ra được nó là điểm tiểu thuyết. Các em phải để ý cái điều này. Thì đây chính là hai vấn đề đầu tiên. Thông thường người ta sẽ yêu cầu chứng minh tiểu thuyết hoặc là sử dụng những tính chất của nó từ cái chỗ vuông góc như thế, từ cái chỗ vuông góc này. Đấy. Tiếp theo nữa chúng ta cần lưu ý là gì? Đó là tính chất tiểu thuyết khác nhau. Thì ở đây tính chất hai tiểu thuyết khác nhau, chúng ta cần chú ý đến những điểm như sau. Thứ nhất đó là khoảng cách từ giao điểm của hai tiểu thuyết đến hai tiểu điểm thì nó bằng nhau. Như vậy chúng ta để ý là hai tiểu thuyết nó bằng nhau. Nhớ là khoảng cách từ giao điểm đến tiểu điểm là bằng nhau nha. Thứ hai đó là tính chất về gì, đó chính là đường phân giải. Phân giải của hai góc. Thứ nhất đó là ví dụ như là bây giờ chúng ta có tiểu tuyến MA MB với đường tròn tâm O, thì thầy sẽ có là MA và MB bằng nhau và MO đó cũng là được phân giải của góc AMB v.v. Thứ ba nữa, nó còn có những cái tính chất là vuông góc. Đó là gì? Là đường nội tâm. Ở đây là đường nội tâm và giao điểm của hai tiểu tuyến. Như vậy các em cần phải để ý những cái chỗ này nhé, các em phải lưu ý cái chỗ này cho thầy. Và quan trọng nhất là cái vấn đề bằng nhau này, chúng ta sẽ sử dụng nó rất là nhiều. Ví dụ ở đây thầy mô tả bằng hình ảnh. Như vậy thầy có đường tròn tâm O, ở đây là dây cung AB, đây là OM. Như vậy ở đây MA MB là tiếp tuyến cho đường tròn tâm O, với MA MB là tiếp tuyến. Thì từ cái tiểu tuyến đó chúng ta sẽ suy được những cái điều như sau. Thứ nhất, các em chú ý là MA nó bằng MB, đồng thời OA nó bằng OB. Do đó ở đây OM chính là trung trực, đúng
Ngoài cái này thì chúng ta có những cái vấn đề khác, đó là gì? OM là trung trực của AB. Đồng thời OM cũng là phân giác của góc AOB và góc AMB. Các bạn chú ý cho nó nha. Hơn nữa, trong cái chỗ này chúng ta cần lưu ý với những kiến thức trong chương 1 như sau. Ví dụ trong này, ở đây thầy đặt đây là điểm H, đây là điểm Y chẳng hạn. Vậy thì ta sẽ có những tính chất như thế nào, tức là những cái hệ quả chúng ta suy ra được, đó là các em phải để ý nhá. Thứ nhất, OH nhân OM, cho thầy ghi ở đây nhé, OH nhân OM thì nó sẽ bằng, đó là OA bình, tức là bằng R bình. Chỗ này chúng ta có thể xử lý nó được. Thêm nữa, chúng ta còn có cái gì nữa à? Ở đây các em thấy nếu như thầy kẻ A Y với nhau thì chúng ta sẽ có những cái đặc biệt nữa. Thứ nhất đó là AI này, nó sẽ bằng 1/2 OM, bởi vì tam giác OAM là tam giác vuông tại A, trong đó Y này có thể nó sẽ là trung điểm nếu chúng ta gặp cái thuận lợi để chọn. Ở đây là giả thiết. Nếu giả thiết đặt ra như vậy thì ở đây chúng ta sẽ suy luận ra được những cái điều gì đó. Khi giả thiết cho Y này là trung điểm thì chắc chắn các em sẽ có AI, OI và OA nó bằng nhau. Do đó việc đầu tiên chúng ta sẽ có là tam giác OAI này á là tam giác cân, bởi vì OA bằng OI. Nhưng mà trong đây mà nếu chỗ này vuông và Y là trung điểm, và nếu đề cho Y là trung điểm thì tam giác OAI sẽ là tam giác bền. Các em phải để ý những cái chỗ này, tận dụng tất cả những cái gì mà đề cho. Tiếp theo nữa thầy sẽ hướng dẫn các em tiếp, đó là các em nối Y về B. Vậy thì tứ giác OAIB nó có thể sẽ là hình thoi, cũng có thể là hình vuông hằng nếu Y này là trung điểm của OM. Các em chú nghe, đấy là giả thiết bài toán. Nếu bài toán cho cái này chúng ta sẽ suy được đó, và suy được đó là OAIB là hình thoi. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây, thứ nhất, nếu Y là trung điểm của OM thì thầy sẽ tìm ra được là AI. O này là tam giác đều, mà tam giác đều thì A hạt là đường cao, mà trong tam giác đều đường cao thì nó cũng chính là đường trung tuyến, do đó hạt này nó sẽ là trung điểm của OI, vân vân. Vậy là qua đó thầy đã đưa cho các em một số tính chất cơ bản nhất của tiếp tuyến. Bây giờ thầy sẽ đưa vào các cái dạng bắt đầu, cũng như là các cái hình học mà chúng ta cần chú ý. Các em quan sát nhé. Đây, giả sử như người ta cho chúng ta là đường tròn tâm O với đường kính là AB. Okay. Một điểm C bất kỳ, nhớ là điểm C bất kỳ nằm trên cái nửa khung tròn AB này. Ở đây thầy cho C thuộc cung AB, và chú ý đó là C nó phải khác A, đồng thời C khác B. Ví dụ C nằm đây rồi thì công việc như thế này, thông thường người ta sẽ ra những cái bài toán như sau. Một, đó là bài toán về chứng minh sự vuông góc của một tam giác. Thứ hai, sẽ cho thêm về điểm tiếp tuyến. Ví dụ như thế này, yêu cầu chứng minh tam giác ACB vuông tại C. Sau đó người ta sẽ đưa ra cho thêm hai tiếp tuyến, đó là AX và BY.
Có một nè, chứng minh này, tam giác ở đây, tam giác A, B, C, mô tả C. Câu 2, đó là cho AX, BY là tiền tuyến. Và như thế này, khi mà người ta cho tiền tuyến thì chắc chắn ở đây người ta sẽ cho mình là tiền tuyến thứ 3. Ví dụ từ C kẻ thêm một cái tiền tuyến nữa đó, đây là OC. Các AX tại D, các BY tại A. Và yêu cầu chúng ta sẽ chứng minh một số tính chất khác hoặc là những bài toán khác. Thì ở đây thầy sẽ đặt ra những bài toán cho các em xử lý luôn nhé. AX, BY là tiền tuyến, phẩy DE là tiền tuyến. Tại C và các AX ở D, các BY tại E, đúng không? Bây giờ trong những cái trường hợp như thế này thì chúng ta có những điều gì? Thứ nhất, em lưu ý bài toán đầu tiên đó là chứng minh tam giác A, B, C phải vuông tại C. Thì ở đây chúng ta đang học ở kỳ 1 cho nên thầy không thể nói rằng A, C là thuộc đường tròn đường kính AB, cho nên C nhìn AB chỉ một cái vuông được. Và thầy phải sử dụng tính chất cơ bản đã. Thứ nhất ta có này, C thuộc đường tròn O, do đó CO thì sẽ bằng A bằng R, mà bằng R thì bằng 1 phần 2 A, AB. Như vậy trong một tam giác, trong một cái tam giác đó là tam giác ABC có CO bằng 1 phần 2 AB, tức là gì? Một đường trung tuyến ở đây OA nó bằng OB, do đó OC là đường trung tuyến mà đứng với một cạnh nó bằng 1 phần 2 cạnh đó, thì cái tam giác ABC này là vô tán tại C. Chúng ta có thể chứng minh ngay như vậy. Thứ hai, có bài toán này chúng ta có thể chứng minh là DE bằng AD cộng BE, vân vân. Ở đây là tính chất là gì? Thứ nhất chúng ta có này, DA bằng D, DC, đồng thời là EB nó bằng EC. Bởi vì những cái này chính là tính chất tiền tuyến cắt nhau. Hai tiền tuyến này cắt nhau tại D, hai tiền tuyến này cắt nhau tại E, cho nên chúng có những tính chất đó. Vậy thì từ đó chúng ta có cái gì? Chúng ta xem thử. Khi mà bằng nhau như thế này rồi thì chúng ta có thể yêu cầu tính về diện tích của tứ giác A, B, E, D. Đó, S của A, B, E, D này sẽ bằng cái gì? Chú ý khi chúng ta có hai tứ giác hai bên thì nó sẽ là vuông góc. Mà vuông góc thì đây là hình thang vuông. Như vậy diện tích này sẽ bằng 1 phần 2 AB nhân với AD mà cộng với BE. Đồng thời ở đây người ta lại hỏi một câu nữa, diện tích này nó nhỏ nhất. Các em nhớ là diện tích này nhỏ nhất khi nào? Thì như vậy ở đây chúng ta chú ý một cái bài toán khác. Nếu tôi có hai đường thẳng song song, hai đường thẳng song song, giả sử hai điểm bất kỳ D và E nằm trên hai đường thẳng này, vậy thì khoảng cách giữa D và E nó ngắn nhất khi nào? Thì chúng ta lưu ý rằng ở đây thầy là chọn thêm một cái điểm khác, đó là điểm E phẩy sao cho D E phẩy nó vuông góc với hai đường thẳng này. Thì như vậy hai đường thẳng song song thì độ dài đoạn vuông góc chung chính là khoảng cách, hay còn gọi là độ dài ngắn nhất của hai cái điểm này nối với nhau. Vậy con đường AD này á, là đường xiên, mà đường xiên thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng cái đường khoảng cách này. Do đó đây các em phải lưu ý một điều là gì, đó là DE nó luôn lớn hơn hoặc bằng AB, vì AB chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng AX và DE. Như vậy S min và nó sẽ bằng 1 phần 2 AB nhân với AD cộng BE thì nó bằng DC cộng CE. Mà DC cộng CE này á, thì bằng 1 phần 2 AB nhân với DE. Mà ta biết rồi, ở đây
PA luôn lớn hơn bằng AB, do đó cái chỗ này là min, min thì phải bằng 1/2 AB bình, mà AB thì bằng 2R đấy, 2R bình phương, do đó chỗ này là bằng 2R bình, rút gọn cho hai. Đây chính là giá trị min, đây chính là giá trị min của cái từ giác đó. Các em có thể xem nhé, các chị vào. Vậy thì nếu cái tự giác này đạt giá trị min, rồi cái điểm C nó nằm ở đâu? Điểm C nó phải nằm chỗ nào? Như vậy ở đây các em cần lưu ý. À, người ta đặt một câu hỏi. Vậy thì điểm C nằm ở đâu trên cái nửa đường tròn đường kính AB này? Sao cho diện tích nó nhỏ nhất? Vậy thì ở đây điểm C, vị trí của C. Đấy. Chúng ta để ý này, khi D và E song song với AB, khi D và E song song với AB này, D, E song song AB thì tức là chúng cũng sẽ bằng bằng nhau, mà bằng nhau thì có nghĩa là DE này sẽ vuông góc với AX và BE, BE tức là DE sẽ vuông góc với AX, vuông góc với BE, vuông góc AX, vuông góc BE. Vậy thì hai đường thẳng DE và AO song song với nhau, do đó C này nó phải nằm chính giữa, C phải nằm chính giữa của DE, bởi vì chúng ta có thể chứng minh được DOE là tam giác, tam giác vuông. Đấy, thì là C là điểm chính giữa cùng AB. Như vậy là thầy đã giải quyết được một cái bài toán nhỏ trong cái dạng này. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái dạng khác. Bài toán tiếp theo đó là chúng ta nối E với O. Nối D với O. Gọi Y là giao điểm của DO và AC. K là giao điểm của OE và CB. Yêu cầu chứng minh như sau. Thứ nhất, chứng minh tam giác DOE là tam giác vuông. Đấy. Chứng minh tam giác DOE vuông. Thứ hai, chứng tỏ DC nhân với CE bằng R bình hoặc là bằng một giá trị không đổi. Vậy thì chúng ta sẽ chứng minh như thế nào? Tiếp, có thể người ta sẽ yêu cầu chứng minh tự giác đó là OICK này là hình tự giác chẳng hạn. Và cuối cùng, người ta yêu cầu các em có thể tìm những cái giá trị đặc biệt nào đó của C. Ví dụ C chạy trên đoạn như thế này, chỉ thì quỹ tích của Y nằm ở đâu, hoặc là quỹ tích của K nằm ở đâu, thì các em phải để ý nhé. Bây giờ thầy giải quyết bài chứng minh tam giác DOE này mua này nhé. Thứ nhất chúng ta có đó là gì? OE là phân giác, phân giác của góc BOC. OE là phân giác của góc BOC, đây chính là tính chất tiếp tuyến mà lúc nãy thầy đã nhắc. Vậy thì cái chỗ này các em có thể suy ra được là góc O1 bằng góc O2. Ở đây thầy sẽ biểu hiện theo hình vẽ. Ngoài ra chúng ta còn có thể chứng minh được đó là OD cũng là phân giác góc AOC, tính chất trực tuyến. Từ đó thầy suy ra được góc O3 bằng góc O4.
mà nó thầy đang ô 1 cộng ô 2 cộng ô 3 cộng ô 4 là bằng 180 độ. Ở đây ô 1 ô 2 bằng nhau cho nên thầy có thể ghi là 2 lần 4 ô 2 cộng với 2 lần ô 3. Từ đó chúng ta đặt 2 chung thì ta có ô 2 cộng ô 3 bằng 180 độ. Cho nên thầy có đó là góc DOA bằng 180 chia 2, như vậy là bằng 90 độ. Từ đây chúng ta suy ra tam giác DOA vuông tại O. Rồi. Tam giác DOA vuông tại O chúng ta ký hiệu vào xem như chúng ta đã chứng minh. Vậy bây giờ chúng ta có DC nhân CE như thế nào? Các em để ý đó là OC này. Đây, tam giác DOE vuông tại O. Nếu mà nó có đó là O, OC thì vuông góc với D. Đây đây, nghĩa là gì? À, thầy sẽ vẽ ra bên ngoài cho em xem nhá. Đây là O, đây là C, D và E. Như vậy trong tam giác DOE, trong tam giác này thì OC tính là đường cao. Vậy thì chúng ta có tính chất AB phẩy nhân với C phẩy thì sẽ bằng hạng bình. Như vậy thầy lại suy ra đó là OC, xin lỗi là DC, DC nhân với CE sẽ bằng OC bình. Và ở đây OC bình thì bằng R bình nên nó là một giá trị không độ. Cuối cùng chúng ta đi chứng minh OICK này là hình gì nhỉ? Như lúc này thầy đã trình bày OE này chính là đường trung trực của đoạn BC. Thì trung trực thì đương nhiên nó sẽ vuông góc. Tương tự OD này chúng ta cũng có thể chứng minh được nó là trung trực của đoạn AC, và chúng ta cũng suy được sự vuông góc này. Vậy một tứ giác mà có một góc vuông, hai góc vuông và ba góc vuông, hoặc thậm chí ở đây chúng ta cũng có thể nói nó là góc vuông, bởi vì chúng ta có thể chứng minh như lúc này. Vậy thì tứ giác này chắc chắn là hình chữ nhật. Đấy. Ta có OB bằng OC, AB bằng EC, nên thầy suy ra OE là trung trực của BC. Cho nên ở đây OE này nó sẽ vuông góc với BC. Thì suy ra OKC bằng 90 độ. Tương tự chúng ta lại có đó là OA bằng OC và R, cũng như là DA bằng D, DC tính chất trực tuyến. Vậy thì thầy suy ra OD trung trực của AC. OD là trung trực của AC. Rồi thì chúng ta sẽ suy ra được là OD này vuông góc với AC, hay là suy ra OIC bằng 90 độ. Các em để ý nha, trong trường hợp này các em chỉ cần làm thêm một cái dữ liệu duy nhất ở đây, bởi vì chúng ta đã có cái góc nghĩa này là góc vuông. Nhưng nếu trường hợp D không yêu cầu chứng minh là DOA này vuông thì các em nên chứng minh cái góc Y là góc vuông và góc K là góc vuông để kết hợp sử dụng với góc C này, thì chúng ta sẽ chứng minh ra hình chữ nhật và nhanh hơn. Vậy tứ giác OICK là hình chữ nhật vì có góc C bằng góc K và bằng góc góc Y bằng 90 độ. Như vậy là thầy đã chứng minh xong.
Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái bài toán gồm hai đường tròn khác nhau nha. Hai đường tròn tiếp xúc nhau. Hai chấm tâm O và tâm O phẩy hoặc là O1, O2. Ở đây chúng có một điểm tuyến chung. Điểm tuyến delta đường nối chỗ này. Đây giả sử là điểm A, vân vân. Vậy thì nếu chúng ta có thêm một cái điểm tuyến nữa, cắt nhau tại B và C. Vậy thì chúng ta sẽ có những điều gì? Ở đây thầy đặt nó là M. Thì trong cái trường hợp này các em phải để ý, thứ nhất đó là MO. Hai MO phải này. Chúng ta có này, góc này và góc này bằng nhau. Thứ hai đó là góc BMO này nó bằng góc AMO, bởi vì tính chất tiếp tuyến thì tạo thành OM là phương giác, O phẩy M cũng là phương giác, do đó cái tự giác này á thì nó có cái góc này là góc vuông. Tiếp chúng ta có thể nối CBA. Thì ở đây BAC này cũng là một góc vuông. Tại sao là như vậy? Bởi ở đây các em có thể chứng minh được là cái góc này là góc vuông này. Đó. Thứ hai, cái này cũng là góc vuông. Vậy thì MIAK này là hình gì nhỉ? Rồi.